Hành trình đến với chung kết đường lên đỉnh Olympia đầu cầu Hải Phòng sẽ như thế nào? Sạc đầy năng lượng tới tổng duyệt Olympia thì MC lăn đùng ra ốm. Mặc kệ cúm và trời mưa to, vẫn cứ 100% hết mình với Hải Phòng nhá. Bà xã kiêm trợ lý tháp tùng 24/7 để yên tâm cho chồng công hiến. Lỉnh kỉnh mang cả thuốc đến thành phố cảng phục vụ bệnh nhân. Đằng sau những màn cổ vũ trên sóng quốc gia là sự tập luyện miệt mài cả tuần của thầy cô và học sinh. Hải Phòng không lòng vòng, tràn đầy khí thế và niềm tự hào sau 11 năm chờ đợi. MC đã sẵn sàng, Hải Phòng đã sẵn sàng. Vũ Bùi Đình Tùng ơi, mang vòng nguyệt quế về em nhá. Để có chung kết thành công là sự nỗ lực của ekip VTV lên đến hàng trăm con người. Tàu duyệt khớp sân khấu ít nhất 2 lần để đảm bảo kết nối hoàn hảo với điểm cầu trung tâm và các điểm cầu khác. Phát sóng chỉ vỏn vẹn mấy tiếng nhưng sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và kéo dài nhiều ngày. Đừng quên theo dõi phần 2 để cập nhật về ngày thông các điểm cầu nhé. À mà để lại ở bình luận những đặc sản Hải Phòng để Đức Bảo làm một chuyến food tour ngay cho nóng nào. Hẹn gặp lại. Không phải bánh mì cay, chè Thái, đặc sản Hải Phòng mùa Olympia là những cơn mưa, mưa thật và mưa tình cảm của khán giả. Chắc tại đất cảng máu lửa quá nên MC khán giả càng sung thì mưa càng to, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung quân idol ơi, tạm thời mình hát bài gọi nắng đã em nhá. Sau 11 năm chờ đợi, Hải Phòng chuyến này sung tới công chuyện. Vũ Bùi Đình Tùng ơi, hàng ngàn người đang cổ vũ cho em. Mưa rơi ướt áo quần nhưng không ướt được tinh thần hăng say của cả ekip. Người vất vả không kém có lẽ là anh quay phim, vác trên vai cả mấy chục kg, đi theo từng điểm hình. Nhiệt độ thời tiết ở Hải Phòng đang mưa lạnh, nhưng tình cảm khán giả dành cho Đức Bảo thì như đang giữa mùa hè. Tự thấy trẻ ra 10 tuổi, vì vây quanh là các cháu học sinh trẻ trung năng động. Cháu nào hôm nay đòi lên TikTok của chú thì lên tiếng là còn ai chưa chụp ảnh thì ngày mai mạnh dạn xin chụp nhá. Tiện làm luôn cái fan meeting đời đầu tại thành phố cảng. Thôi thì nay mưa, để mai nắng đẹp. Chúng mình có cái hẹn với nhau vào 8:30 ngày mai nhá. Không gặp không về nhá Hải Phòng ơi. Khi MC bị ốm mà khán giả lại bơm cho 2.000 máu thì sẽ như thế nào? Hãy cho chúng tôi thấy những cánh tay, những lá cờ và tiếng hò reo Hải Phòng ơi! Thưa quý vị, tại quảng trường nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, 2.000 bạn học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng cùng các thầy cô đang cổ vũ hết mình cho người con em ưu tú của chúng tôi, Vũ Bùi Đình Tùng! Hải Phòng là miền đất của lịch sử, giàu truyền thống, là cái nơi của cách mạng. Và chính những người công nhân Hải Phòng là những người tiên phong, là những đảng viên đầu tiên và khởi nguồn cho tinh thần bất khuất, kiên trung, không bao giờ từ bỏ. Vũ Bùi Đình Tùng ơi, em hãy cố gắng hết mình, hãy chiến đấu. Ở đây trời đang có mưa rất to và chính là mưa điểm số dành cho Vũ Bùi Đình Tùng. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Kéo dài 24 giờ được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng Raritin thì giữ với các thành phần của thuốc. Sau lưng em cháy rực lửa bởi vì đã đến phần thi mà chúng ta đã nhìn thấy ở trên bầu trời có những tia nắng. Báo hiệu một sự chuyển biến, một sự trỗi dậy, một pha lội ngược dòng ngoạn mục. Xin được triệu hồi phiên bản Đình Tùng, ông vua về đích, chiến thần hủy diệt, vòng cuối. Hãy nhớ, em đã từng ghi tới 170 điểm ở trận thi quý 2 và ghi danh vào trận chung kết ngày hôm nay. Đình Tùng cố lên! Ở đây chúng tôi đã có những bó hoa để chào đón em trở về trong vòng tay yêu thương. Nhưng trước hết, hãy chiến thắng!